Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel youtube Cây Thuốc Quanh Ta Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái loại dược liệu mà mình đang quay trong màn hình Loại dược liệu này nó sẽ giúp cho chúng ta chữa được sỏi thận khá là hay Ngoài ra thì kênh của mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái cây thuốc này Đó chính là cây lá lốt Thì mình cũng đã chia sẻ về cái cách để mà chúng ta trị viêm xoang từ cây lá lốt nè Rồi cái cách để mà chúng ta sử dụng cái cây lá lốt này để mà mình điều trị viêm phụ khoa cũng khá là hay ngoài ra thì nó còn rất là nhiều tác dụng như là trị mồ hôi tay chân thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bài thuốc chữa sỏi thận từ cái cây lá lốt này thì chúng ta sẽ sử dụng không chỉ riêng một mình lá lốt đâu các cô chú anh chị ạ à. tuy nhiên trước khi đến với cái việc sử dụng như thế nào thì mọi người đừng quên like đăng ký để có thể xem thêm nhiều video hay hơn từ kênh youtube của mình đồng thời ủng hộ mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn tại vì mình thật ra mình cũng không có quá nhiều thời gian để mà ngày nào cũng ra video tuy nhiên mình cũng sẽ dành rất là nhiều thời gian để mà quay những video chất lượng và những cái bài thuốc chất lượng để gửi cho các cô chú anh chị mình biết đâu một cái bài thuốc đó nó sẽ giúp rất nhiều trong cuộc sống của mọi người thì sao ngoài ra nếu như các cô chú anh chị nào đang cần một cái bài thuốc nào á và muốn mình chia sẻ những bài thuốc nào thì mọi người có thể để lại bên dưới phần bình luận thì mình sẽ xem và uh, cố gắng ra nhiều cái video để mà đáp ứng lại những cái bài thuốc mà mọi người đang muốn rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái bài thuốc nhé thì uh, lá lốt này nó là một trong những cái nguyên liệu uh, giúp cho chúng ta điều trị viêm rất là hay bởi vì chúng ta thường sử dụng cái lá lốt này để mà chúng ta chữa viêm son thì mình cũng đã chia sẻ rồi và viêm phụ khoa thì đây là những bài thuốc rất hay và mình đã chứng kiến, kiến được rất là nhiều người người ta sử dụng thành công thì mình sẽ để cái link bên dưới phần bình luận nếu như mọi người muốn Uh, sử dụng thì có thể vào xem rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với cái bài thuốc trị soi thận thì đầu tiên á là chúng ta sẽ tìm hái những cái lá lốt như thế này lưu ý là mình nên tìm ở những cái nơi mà không có phun thuốc trừ sâu và thuốc cỏ những cái nơi an toàn nhất để tránh bị lưu dẫn thì cái cây thuốc mình sử dụng nó sẽ không tốt nữa nguyên liệu tiếp theo đó chính là dừa tươi thì chúng ta tìm và thuốc này thì chúng ta sử dụng dừa cho nên là mọi người lưu ý là tìm dừa hơi lớn một xíu để mà mình kết hợp thì nó hay hơn rồi tiếp đến thì mình sẽ đi hái những cái lá lốt này mình hái về thì chúng ta sẽ rửa qua nước muối pha loãng để loại bỏ những cái vi khuẩn bám dính trên lá sau khi rửa xong thì chúng ta để cho ráo nước tiếp đến thì chúng ta chuẩn bị một cái cối xay sinh tố rồi mình cắt à, lưu ý là mọi người nên cắt bằng tay nha không nên cắt bằng dao kéo không nên đụng dao kéo vào cái bài thuốc này sẽ tốt hơn lá lốt thì chúng ta sử dụng tầm khoảng hai nấm là ok rồi tiếp đến thì mình sẽ cho vào máy xay sinh tố rồi sau đó thì chúng ta xay nhuyễn và tiếp đến mình chặt hai quả dừa mình đổ vào và chúng ta sẽ khuấy đều như vậy sau khi khuấy đều thì chúng ta lọc lấy cái phần nước và cái phần bã thì chúng ta bỏ đi cái phần nước này á chúng ta canh như thế nào để cho hai trái dừa này nếu như không đủ 6 chai nửa lít thì chúng ta sẽ mua thêm một trái dừa nữa là ba trái để mà chúng ta có thể cho vào chai làm sao cho cái nước mà mình vừa xay mình vừa lọc được vô 6 chai nửa lít thì mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ uống hai chai và chúng ta cho vào ngăn mát tủ lạnh uống dần trong 3 ngày và trong cái quá trình uống thì chúng ta uống sau khi ăn khoảng 30 phút không nên uống trước khi ăn và mọi người lưu ý là buổi sáng chúng ta uống sau ăn buổi chiều cũng uống sau ăn nhưng mà mình nên uống trước 3 giờ nó sẽ tốt hơn và cái bài thuốc này sau khi chúng ta uống hết 3 ngày rồi thì chúng ta sẽ nghỉ 3 ngày tiếp tục uống 3 ngày liên tục nữa và mình lại nghỉ 3 ngày và uống 3 ngày nữa là chúng ta sẽ uống liệu trình 3 lần 3 ngày nghỉ 3 ngày sau khi uống xong á, thì chúng ta sẽ nghỉ tầm khoảng 20 ngày sau 20 ngày sau thì chúng ta sẽ đi siêu âm lại xem cái sỏi hận của chúng ta còn hay không bài thuốc này rất là nhiều người sỏi rất là to luôn và người ta đã uống từ từ và đã khỏi thì mọi người có thể tham khảo cái bài thuốc này để mà vận dụng trong cuộc sống hàng ngày bởi vì đây là những cái nguyên liệu cực kỳ dễ tìm, rẻ tiền và không quá là tốn kém luôn thì nếu như các cô chú anh chị xem video đến đây có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại bên dưới phần bình luận và video của mình thì chia sẻ tại đây thì mọi người còn phải lưu ý một điều là uống cái bài thuốc này sau khi ăn từ 30 đến 1 tiếng không nên uống trước khi ăn nhé và cũng không nên uống liên tục thì nếu như các cô chú anh chị nào thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký để có thể xem thêm nhiều video hay hơn. Cũng như là để cho mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và xin chào. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cây thuốc quý hơn nữa nhé.